nhóm của anh chị em mình đang có mặt tại ngã tư Trà Ếch, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng, nhà của anh chị Út mình. Hành trình đi đến đâu thì mình chia sẻ cho mọi người tới đó. Cũng vừa mới tới. Rồi bạn đây vô cái nè, vô đi chút. Được rồi, chú nhỏ con lén vô cái mồm. Vô ngồi đi. Lén vô cái mồm. À, tài xế là cậu vợ của em. Cậu vợ của em luôn. Ủa sao mà thấy mặt mũi ai cũng có chứ mà không thấy chú cụi. Xin chào cả nhà. Bây giờ gia đình của mình tiếp tục hành trình tiếp theo nữa là đến một cái nghĩa trang của người Công giáo, hay gọi là cái Đất Thánh đó, ở Sóc Trăng luôn, để thăm cô của mình và chị của mình luôn. Rồi mời cả nhà cùng theo dõi hành trình tiếp theo ha. Giờ mình đang đi tìm ngôi mộ của cô của mình, mà không biết ở vị trí nào, giờ quên rồi. Giờ chịu khó đi tìm thôi. Chợt nha. Ờ, cái hàng này nè. Như là gốc cây này nè ông ơi, gốc cây này nè. Ừ. Gốc cây bên đây nè. Chị Hai thì khỏi nói rồi. Chị Hai thì em biết rồi đó, biết cạnh rồi đó, nhưng mà cô Hai là nó không lật vị trí nè. Chào đại ca. Tới chỗ chị Hai là biết chỗ cô Hai à. Thằng Minh Hương méo. Anh Út cũng hỏi chàng luôn đó. Rồi ai mua nhang rồi? Đây được. Hôm nay tụi em đến đây thăm chị, thắp cho chị nén hương. Tới rồi. Ê, mình nhớ là cái mặt méo méo mà con mắt nó hơi hí bên. Mình lớn nhỏ. Còn có con này thì quên con mặt. Nghe có thở hồn sao mà không có cách mà đi tu không đi. Tu bằng sáng làm hả? Cái mã của ba lúc trước nằm ở trong bụi tre đó, anh nhớ không? Cái mã của ba là nằm gần bụi tre đó, gần bụi tre đó. Đó chị Hai đó, quê quán Vĩnh Long. Chị Hai hỏi chàng mà.
tên biệt danh của bà là chị Thái Nô. Bà Nô đúng rồi, chị bà Nô. Về quê bà mà kêu Hương là tao không biết. Cái mã cô hai là ngoài này chút xíu nữa. Em bị lạc một vòng một lối. Bây giờ ở đây đi. Ở đây tôi đi quần chút xíu là tôi ra liền à. Nhớ rồi bạn. Cái lối của chị cô hai là nằm ở hướng này nè. Cái mã đất thánh này chỉ có mã cô hai là độc quyền nhất. Không giống cái mã nào luôn. Cứ đi tìm sao mà không biết hình đó thì tìm cái thánh giá dưới chân này là ok. Đâu có mã chị hai, nó không có gì nữa. Không, cái loại đá mà đã mái nhà vậy nè. Còn của chị hai có giá gì luôn. Cổng nhỏ này lại đây nè, tới nè. Rồi ok. Ở cái đất thánh mà gọi là thánh Sóc Trăng á, là cô mình với chị mình đang an nghỉ trong đó. Nhưng mà cái điều đặc biệt nhất ở đây á, là nó có một cái ngôi mộ. Ngôi mộ này hầu như là các nghĩa trang, các đất thánh hầu như là không có ngôi mộ giống như thế này. Mình sẽ chia sẻ thêm cho mọi người. Thì hôm trước mình đã có chia sẻ rồi. Nhưng mà dắt anh chị em mình vô để cho biết cái ngôi mộ này nó lạ, nó độc quyền lắm, độc đáo lắm. Anh thấy ngôi mộ nào giống như ngôi mộ này không? Độc quyền luôn. Không phải, sau lưng ngôi mộ này nè. Cái ông này em nghĩ ông không phải là người ở Việt Nam. Nhìn cái mặt con bố đây không? Người Việt Kiều vậy đó. Đây. Có ngôi mộ này là mình thấy độc quyền nhất mà trong các đất thánh không bao giờ có. Người ta đúc một cái bức tượng của thiên thần nằm ngủ một đá hoa cương luôn nha. Có coi trên clip và trên mạng thằng đó là thằng đó nó có sáu người, thằng đó là 7 tủ. Đây. 6 7 người luôn nè, chứ không phải là một người nữa. Thằng nhỏ 7 tuổi mà cái ngôi mộ của nó không là 9 tuổi. 9 tuổi hay 7 tuổi gì đó. 9 tuổi. Nhỏ xíu tuổi à. Đó là này là tổng cộng là 6 người. 7 tuổi mà nhỏ xíu tuổi à. 20 mấy tỷ. Thai nhi. Nhưng mà thai nhi đó là đối với tuổi đó là có thể bằng anh thôi. Tại vì ta chết lúc nhỏ. Cũng vẫn gọi là thai nhi. Nhưng mà nói tiếng đứa chứ thật sự ra tuổi người ta lớn hết trơn rồi đó. Lớn hả? 85 là nhỏ hơn em có 4 tuổi thôi. 80. Là người ta ba mấy rồi đó. 55. Bằng tuổi em nè. Có đứa mấy có 1 tháng tuổi luôn. 55 như trời ơi. Cũng là thai nhi nhưng mà nó rất là linh. Sao đâu, công giáo là không có xài hết, ở đây không có âm khí, không có sát khí gì. Ủa nó vô đây mà bà hai mình chỉ đường cho nó mà lo gì. Ghê không, nó lại nói câu hành ốc. Đây là nhà của chị và con ruột của mình ở Sóc Trăng. Dẫn của cô mình với chị mình. Rồi vô. Mình bây giờ đi vô một cái nghĩa địa Phúc Kiến của người Hoa. Trong đây có cái ngôi mộ của cô ruột mình, tức là cô Chính.
Thì bây giờ gia đình của mình sẽ đi thăm viếng mộ của cô ruột của mình nha các bạn. Trong đây có một số hộ dân người ta sống len lỏi vào những cái ngôi mộ, chung những ngôi mộ luôn, nghĩa địa luôn. Hôm nay mấy anh em mình đi vô thăm mộ của cô ruột mình là cô Chính. Quẹo phải. Đó, nhìn là biết cái giống nào. Gai cây chích mặt lên hai. Đốt bên đây, đốt cái con chanh lên bên đây trước cây đi. Tắt cái gì á, cây nhà bên hai tắt cái đốt bên ba tắt cái gì á, 1938 33 1 1935 Kế tiếp Thôi cái này là của ít đồng nhiều. Đi coi không? Cấm nhiều. À, cô Chính ơi, tôi anh em con là con của ông vừa đây xuống thăm cô Chính nghe cô Chính. Thì có thầy cũng thăm bãi tròn luôn mà. Wow. Tao bông ngọt không? Không dữ lắm à. À vậy đó mà đã. Mấy cô cháu mình đang có mặt tại thành phố Sóc Trăng, quê hương của mình trước kia. Hôm nay mình có một cái vai trò là vừa cậu vợ mình mà vừa làm tài xế, vừa làm bên đầu bếp nướng bắp luôn. Thấy ghê chưa? Ra ngoài nghe điện thoại. Nhà con cháu mình đây, chủ nhà đây. Rồi, điểm tiếp theo của gia đình mình là đến một cái nơi gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủ Tiền. Đây cũng là nhà, cũng là cơ sở của con cháu mình, dịch vụ cho thuê xe. Thủ Tiền nằm ở Đại Tâm, quốc lộ 1, phường 10, thành phố Sóc Trăng. Đây, dịch vụ chạy xe tự lái. Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, tự lái, đủ các kiểu. Tham quan nhà. Đây, cơ sở đây. Gió Văn Kiệt. Rồi, vô nhà. Đó. Lỡ rồi giới thiệu cơ sở luôn. Thủ Tiền luôn, nãy giờ quay ngoài rồi, chia sẻ trên kênh chú Cụi luôn. Ai ở Sóc Trăng có dịch vụ, ok. Rồi đây nhà con cháu mình đây.